chỉ dùng năm từ để khen hồng diễm mà lương thu trang mặc nạ gương gây tranh cãi cực gắt hẳn lương thu trang mặc nạ gương cũng chẳng thể ngờ lời khen ngợi hồng diễm lại khiến cư dân mạng tranh cãi mỗi người một ý như thế này trong phim hướng dương ngược nắng lương thu trang và hồng diễm vào vai hai chị em cùng cha khác mẹ nhưng trước khi trở thành chị chị em em thấu hiểu vui vẻ với nhau thì hai nhân vật của họ đã có rất nhiều mâu thuẫn hiểu lầm thậm chí là căm ghét nhau sau khi đóng chung phim này lương thu trang và hồng diễm nhanh chóng trở thành đồng nghiệp thân thiết thường xuyên bình luận qua lại trên trang cá nhân của nhau. Mới đây, Hồng Diễm có khoe bộ ảnh mới với tạo hình đậm chất tiểu thư sang chảnh. Rất nhiều khán giả đã khen ngợi Hồng Diễm ngày càng thăng hạng nhan sắc và lương thu trang thì tấm tắc xuất sắc chị yêu ơi. Ngay lập tức, netizen phát hiện nữ diễn viên phim mặt nạ gương viết sai chính tả, nhầm từ xuất sắc thành xuất sắc. Một số người đã lên tiếng nhắc nhở lương thu trang viết lại cho đúng. Nhưng cũng có người cho rằng nữ diễn viên đang sử dụng ngôn ngữ mạng nên cố tình viết lệch như vậy mà thôi. Và giữa hàng loạt tranh cãi thắc mắc ấy, Hồng Diễm vẫn bình thản gửi lời cảm ơn Lương Thu Trang mà không bận tâm đến việc bạn diễn viết sai hay đúng chính tả. Lương Thu Trang đang có màn bứt phá cực mạnh bởi sau khi nổi tiếng với hướng dương ngược nắng, cô lại có tiếp một dự án thành công khác là Mặt nạ gương. Cả hai phim đều lọt top 5 phim truyền hình việc có ra tin cao nhất năm 2021 cho thấy Lương Thu Trang rất có mắt chọn kịch bản. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.